Ồ, máy này là máy đập thùng luôn anh em. Máy đập thùng luôn nha. Giang mê đập thùng nha anh em ơi. Giang mê đập thùng, cái này là 6 AI. Giang mê đập thùng 6 AI 600 800 mấy chục mã lực anh em. Đây mình quay cái giang mê đập thùng 6 AI anh em xem. Dỡ sợ cái máy. Dân biển là thấy cái máy này là thèm thèm lắm. Anh em mình đang đứng bên cạnh một chiếc ghe màn chụp của Khánh Hòa, rất là to ha, màn chụp của tàu nhựa composite 97379, rất là đẹp. Phía bên ngoài đây là chiếc giã cào 9468. Ok, bây giờ mình sẽ mời anh em cùng theo chân mình để khám phá về chiếc ghe màn chụp này ha, ghe rất là đẹp luôn. Đây ha, quay cầm camera này cho nó tiện. Ghe mình chụp hình như là xài máy giang ma. Ở trên ghe mình có thấy cái hàng chữ giang ma ở trên ghe mình chụp. Ghe mình chụp rất là to anh em ơi, của Khánh Hòa ha. Đây bây giờ mình quay cái camera lại để... Okay, anh em bây giờ mình quay cái camera lại để quay toàn cảnh của dàn đèn, bởi vì game mình chụp là cái dàn đèn là cái dàn rất là mạnh, dàn đèn ở sau xài chá ghê rất lớn ha. Yeah, rất là đẹp anh em ạ. Mình đi trên cảng mình mới mô phỏng được toàn bộ của chiếc ghe cho anh em xem được. Chứ mình xuống ghe thì nó cận cảnh quá, mình không mô phỏng được cho anh em xem nha. Nguyên hai cái con diền dọc bên. Ở đằng này mấy cái dây mũi là ảnh chơi nóc hết. Ok, mình lên ghe. Lên ghe tí xíu. Ok. Ở đây mấy cái trụ của mình chụp ảnh đang sơn lại. Thời gian nó xét. Em xin phép tham quan tí xíu nha. Dạ. Mấy cái trụ mình chụp ảnh đang sơn lại nên đập nó rớt xét ra nè. Mấy cái dàn trụ ống của những cái cần của mình chụp á, là nói chung là ai cũng làm bằng sắt hết, không riêng ai ha. Tham quan ghe mình chụp quá đã luôn anh em ơi. Nhìn ghe là mơ rồi. Tàu nhựa composite nè. Tàu nhựa composite của mình chụp Khánh Hòa, Phúc Lộc Tài. Mình đang đi từ ở chợ trước mũi thành tàu đi ra sau cabin này. Anh đang sửa sang nhiều thứ nè, mấy cái lục lư rồi anh lấy xuống ảnh làm nguội lại những cái phần mà xét á.
đang sửa sang nhiều thứ cơ. Trong này cái dàn tăng phô của cái dàn điện của mình chụp này nè. Ấy. Rất là hiếm mà có cái cơ hội để lên máy ghe mình chụp lớn lớn để quay cho anh em xem. Bởi vì chuyên môn của Bình thì Bình làm chuyên môn về lưới rút mà. Lưới quay đêm. Cho nên là gặp những chiếc ghe mình chụp trong những cái tình huống nói chung là nó cũng khó khó. Nó quay cho anh em xem nó cũng rất là khó. Phải đi rất là nhiều tỉnh thành mới tìm ra những cái ghe mình chụp lớn lớn để quay cho anh em xem được. Ở đây xài ảnh cũng xài 4 cái tấm pin năng lượng mặt trời. Chỉ có điều nghĩ là ảnh tháo về. Mấy tấm này hình như bị bỡ nữa. Tăng phô nè. Đấy. Dàn tăng phô. Mua sẵn một cuộn dây để định thay luôn nha. Dây này là dây dàm hay dây gì đây mình cũng chưa rõ. Mua sẵn một cuộn dây luôn. Ấy, trong này bắt một cái máy quạt của công nghiệp để quạt cho những cái tăng phô. Bởi vì anh em biết là khi thắp sáng lên những cái dàn tăng phô này nó rất là nóng ha. 2, 4, 6, 8, 10. 10 có nghĩa là 10, 20, 30, 40, 50. Bên này 50 nữa là 5. Đầu với mơ ghê lắm. Rồi, có ban động mở cái kho máy lái cho mình nhưng mà tối thui rồi ta. Có công tắc điện của máy lái không biết nữa. Xuống gặp mấy cái máy này là anh em chiêm ngưỡng để đời. Em là kênh YouTube của Bố Về Đi Biển á. Bản thân em cũng người đánh bắt nhưng mà vì quá mơ tàu thuyền cho nên là mùa đông em muốn đi quay cho những anh em khắp mọi miền tổ quốc là xem kênh. Rồi ok, quá sáng luôn. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Quá sáng luôn. Rồi có ông anh ổng bảo trì hệ thống điện với mọi thứ lặt vặt ở trên tàu á. Anh hỗ trợ cho mình là mở giùm cái công tắc đèn của cái khoang máy của tàu cá mình chụp cho anh em xem. Rất là hấp dẫn. Đây xuống dưới khoang máy rồi anh em ơi. Khoang máy rất là rộng rãi. Mình quay một vòng về khoang máy trước cái đã rồi review từng cái máy cho anh em xem. Từng cái máy ha. Rất là nhiều máy. Một máy nè. Hai máy. Này máy chạy nữa là 3. Này một máy bên này nữa là 4. Thì có nghĩa là một cái máy chạy chính, còn lại là 3 cái máy phát điện. Dở sợ không anh em? Quá là đẳng cấp luôn của một cái chiếc gọi là tàu cá mình chụp. Quá đẳng cấp. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá từng máy ha. Ghe rất là sạch sẽ. 4 máy nhưng mà trên tàu anh trang bị rất là sạch sẽ. Mình sẽ trang khám phá từng máy cho anh em xem. Cái này là chắc chắn là Daewoo 2366 rồi. Không cần bàn cãi thêm ha. Daewoo 2366. Dòng này thì mình biết. Còn bên này là máy điện. Máy phát điện anh em. Máy phát điện là nó full box luôn. Gọi là full box cả máy và cả bình dynamo phát điện. Chủ tàu cũng gọi là kỹ đó chứ. Anh tủ mấy cái mền lại hết nè. Tục bô này dở sờ. Tủ mấy cái mền lại hết. Trên cái dàn máy. Chèn lắng qua dính xét dính rỉ rồi. Tá lại thằng vàng. Ok anh em, bây giờ mình lấy cái đèn pin rồi. Mình sẽ quay cái máy chạy của ghe mình chụp cho anh em xem. Cái này là máy quay chai, máy của Trung Quốc anh em. Anh tủ cái mền lại nè, máy phát điện nè. Máy phát điện của Trung Quốc anh em ơi. Quay chai. Quay chai là chạy một hồi là nó thành quay chai luôn. Máy phát điện của Trung Quốc. Bên này là cái mà sẽ rất là nhiều người quan tâm đây. Giang mê.
Dở sợ. Nhìn cái máy giăng mai là thấy thích, thấy sướng luôn á. Coi nè anh em, mình rò lên cái máy giăng mai là thấy thích lắm. Chủ tàu kỹ dở sợ. Mỗi cái máy là tủ mền hết. Tủ mền hết toàn bộ mỗi cái máy luôn. Ồ, máy này là máy đập thùng luôn anh em. Máy đập thùng luôn nha. Giang mê đập thùng nha anh em ơi. Giang mê đập thùng cái này là 6 AI. Giang mê đập thùng 6 AI 600, 800 mấy chục mã lực anh em. Đây mình quay cái giang mê đập thùng 6 AI anh em xem. Dở sợ cái máy. Dân biển là thấy cái máy này là thèm lắm luôn nha anh em, phải chuyện giỡn đâu. Dân không phải làm biển thì xem những cỗ máy nó gọi như là một cái đống sắt vụn, gọi là một cái cục sắt thôi, nó vụn mà nó hơi quá, gọi là một cái khối sắt thôi dân. Nhưng mà dân làm biển thì thấy cái máy này là biết dân chơi cỡ nào rồi. 6 AI đập thùng của Giang Ma. Ôi trời ơi, xịn quá xịn ơi, không thở nào xịn hơn nữa anh em. 6 AI đập thùng của Giang Ma. Cái 6 AI đập thùng của Giang Ma thì mình cũng review đó, rất nhiều anh em xem rồi. Ở đây nó có hai nhiệt cớ để báo nhiệt độ của bô này, sử dụng bô lò xo. Và cái 6 AI đập thùng nó 829,5 mã lực, nhưng mà nó chỉ có một tục bô thôi nha anh em. Chủ tàu rất là kỹ chủ tàu rất là kỹ, lấy mấy cái mền mà tủ lại hết mấy cái lóc máy luôn nè. Coi cái nước sơn, ôi trời ơi, nhìn mấy cái máy này, mơ dở sờ luôn, mơ lắm anh em. 650 mã lực của Giang Ma đập thùng. Giang Ma đập thùng anh em ơi, 6 AI đập thùng nè. Ôi mấy cái cùm của tại hãng của nó luôn nè. Mơ tít nha anh em, mơ lắm mơ lắm. 6 AI 829 mã lực mình tủ lại cho anh chủ tàu nha. Này xin phép cho mình coi ở phòng phía sau tí xíu. Ơi đẻ quá anh em, quay hộp số cho anh em xem. Hộp số là 6 tua 1 Jeter, dòng tua 1000 đến 1001 dòng trên phút. Quá đẹp cho một cuộc tình anh em ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Không thể nào đẹp hơn được nữa. Động cơ 6 Giang Ma 6 AI 829 mã lực đập thùng. Lúc nào ở dưới khoang máy là nói chung điều kiện ánh sáng nó cũng tương đối thôi, chứ không bao giờ mà rõ nét được nha anh em. Ê, tục bô tăng áp đây. Ống nước re nè, ống nước re anh chơi cái ống inox lên luôn rồi bắt đầu mới chơi ống nhựa xong. Dở sờ. Quá hoành tráng anh em, quá hoành tráng luôn. Cho một con tàu mình chụp. Sử dụng động cơ 829 mã lực, gọi là 830 hoặc là 850 mã lực đó anh em. Quá đẹp. Chủ tàu nhìn mấy cái mền là biết chủ tàu kỹ nha. Chủ tàu rất là kỹ. Ở đây tục bô của 2B66 là ảnh cho bỏ trống luôn. Bỏ trống này luôn anh em. Đấy, tục bô của 2B66 bỏ trống ha. Daewoo 2B66. Bên kia là quay chai của Trung Quốc, máy phát điện của Trung Quốc. Bên này thì chắc có lẽ cũng là quay chai luôn.
quay chai của Trung Quốc luôn, máy phát điện của Trung Quốc, chủ tàu là Tủ Mền luôn. Đây mình quay ở bên trong khoang máy của tàu cá mình chụp cho anh em xem. Bốn cái bình đờ nè, yes sir. Ok, cảm ơn anh hỗ trợ rất là nhiều. Tắt khoang máy nha anh em. Bây giờ mình lên trên. Lên trên anh em ơi. Lên trên quay xong cabin của anh em trên tàu sinh hoạt. Cái này là cabin, này là cái phần, này là cái phần chủ yếu là đựng tăng khô là chính thôi. Nó còn ở đây vẫn có một cái sạp ngủ, nhưng mà ngủ trong này mình nghĩ rất là nóng. Nếu bật điện là nó nóng lắm. Dỡ sợ cái máy luôn á. Đập thùng. Ê. Động cơ 6 gian ma. Tàu của anh Phúc Lộc Tài. Dỡ sợ con tàu mình chụp anh em. Tàu mình chụp thì cỡ tầm này thì không gọi là quá lớn, nhưng mà cái động cơ của tàu là dạ. Dạ không phải nhà báo đâu, em đi tham quan. Em đi tham quan anh thấy tàu bự đó, em quay tham quan. Sợ một con tàu mình chụp anh em à, bởi vì bữa giờ đi thì không có nhiều ghe xài những cái máy xịn, cho nên là khi gặp một cái máy xịn là rất là mơ, rất là thích.